Mấy giờ? Cáo hả? Rồi. Bỏ điện thoại xuống. Rồi, quay cả đi. Rồi, mấy chạy. Xin chào quý vị khán giả. Đây là Chibu, ở lòng Chibi. Chibi, nói gì đi, nói gì với khán giả đi. Nói gì giờ? À, hôm nay thì đó là phim vừa mới quay xong một cảnh hành động tiếp theo, đó chính là cảnh mà xe bay lên trời cho cái cảnh hôm qua khi mà nó rơi xuống đất. Thì hôm nay có cảm giác rất là mới, đó chính là xe được cái xe cẩu, cái cẩu lên rất là cao, xong rồi với kiểu cái trò mà lên rất là chậm, xong rồi xuống đùng một phát. Và anh ơi tiếp đi. Em có bị hồi hộp hay không? Có. Em có sợ hay không? Có. Em có sợ không? Đó. Rồi bây giờ chuẩn bị pha gì đây? Motorbike. À, vâng. Chỉ một lần duy nhất trong phim Lộng Phát các bạn sẽ được xem một hoạt cảnh, đó chính là motorbike bay từ trên này bay xuống dưới sông ngay lập tức. Vâng, và chỉ một lần duy nhất trong phim Lộng Phát, các bạn hãy đi xem phim Lộng Phát để có thể xem cảnh motorbike. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Chỉ một lần duy nhất trong phim Lộng Phát. Xin chào và